Nhân danh Chúa Giêsu chịu kết án tử hình, bị đóng đinh trên thập giá. Tôi đề nghị ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không được giết Hồ Duy Hải. Không được giết Hồ Duy Hải. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, tôi đề nghị ông Nguyễn Hòa Bình không được giết Hồ Duy Hải. Nhân danh Chúa Giêsu chịu tử hình trên thập giá, tôi đề nghị ông Trương Hòa Bình không được giết Hồ Duy Hải. Tôi đã nghiên cứu vụ án này từ năm 2015. Tôi đã đến thăm gia đình Hồ Duy Hải 2 lần rồi. Tôi có những luận chứng để tôi nói là Hồ Duy Hải là vô tội. Theo Tin Mừng Matthew 25 là khi xưa ta đói các ngươi không cho ta ăn. Ta ở tù các ngươi không viếng thăm ta. Ta bị kết án, tôi suy nghĩ thêm, ta bị kết án tử hình, oan sai mà các ngươi không minh bực ta. Đó là lý do lương tâm của một linh mục. Tôi đề nghị ông Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Hòa Bình không được giết Hồ Duy Hải. Tôi có những luận chứng sau đây. Thứ nhất là các ông kết tội Hồ Duy Hải vì... Thứ nhất là lời khai nhận tội tại hồ sơ. Lời khai của Hồ Duy Hải nhận tội tại hồ sơ. Thứ hai là vật chứng, con dao, cái thớt. Thứ ba là nhân chứng, ông Đinh Vũ Thường là người nhìn thấy Hồ Duy Hải. Thế thì theo như luật sư Trần Hồng Phong, ông ta đã bẻ gãy 3 cái luận chứng này của các ông. Thứ nhất là lời nhận tội của Hồ Duy Hải tại hồ sơ, đó là cái lời nhận tội do ép cung nhục hình. Chứ thực ra Hồ Duy Hải có 4 lần chối tội. Trong khi khảo cung thì Hồ Duy Hải đã từng có hồ sơ chối tội. Rồi ra tòa án sơ thẩm, Hồ Duy Hải cũng chối tội. Rồi ra phiên tòa phúc thẩm, Hồ Duy Hải cũng kêu oan, chối tội. Rồi đến khi đại biểu quốc hội đến bà Lê Thị Nga thì Hồ Duy Hải cũng chối tội, cũng kêu oan. Như vậy là tất cả 4 lần đều kêu oan, đều chối tội. Nó mâu thuẫn với lời khai nhận tội tại hồ sơ. Như vậy các ông thấy cái sự mâu thuẫn đó, ông phải biết, các ông phải tự hiểu, các ông phải tự điều tra, dùng khoa học hình sự để điều tra xem lời nào là đúng. Lời nhận tội tại hồ sơ là cái lời ép cung nhục hình. Do ép cung nhục hình, do đó người ta buộc phải nhận tội. Chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Trưởng á, anh ta bị tra tấn dã man, rất là dã man, thậm chí là lấy những vật như là cái chày đập vô cái chỗ mà bộ hạ bà chó của ông Nguyễn Văn Trưởng, thì làm sao mà ông chịu được. Thì buộc lòng ông phải nhận tội thôi. Cứ lấy cái chày đập vô chỗ bà chó của ông thì ông phải nhận tội thôi, làm sao mà ông chịu được. Lấy cái những cái vật cứng đập vô bộ phận sinh dục của ông Nguyễn Văn Trưởng thì ông phải nhận tội thôi. Thế cho nên á, là tôi đã năm 2015 tôi đã alo cho luật sư Đạt, luật sư đi theo biện hộ cho Hồ Duy Hải. Từ ban đầu tôi mở cho các ông nghe cái đoạn video này. Đây là cái đoạn ông cái đoạn này tôi alo cho ông Nguyễn Văn Đạt. Xem mà giờ này tôi mở nó không lên. Thank you.
tất cả Hải kêu oan 4 lần. Từ lúc khảo cung cũng kêu oan, rồi tới phiên tòa sơ thẩm Hải cũng kêu oan, và tới phiên tòa phúc thẩm cũng kêu oan. Và khi bà Lê Thị Nga đại biểu quốc hội vào trong nhà tù, Hải cũng kêu oan. Như vậy Hải liên tục kêu oan, nó mâu thuẫn với những cái lời khai nhận tội tại hồ sơ. Những lời khai nhận tội tại hồ sơ là Hải kể là cái lúc thì nói là dùng đập đầu cô Hồng vào lavabo, rồi lúc thì khai đập đầu cô Hồng vào bồn vệ sinh, rồi lúc thì lại khai là lấy cái thớt đập đầu, rồi lấy con dao cắt cổ. Và Hải ở tòa án á, thì Hải có nói á, là Hải khai theo lời hướng dẫn của điều tra viên tên là Nguyễn Thanh Hải. Như vậy là tại lúc khảo cung á, thì bị bức cung nhục hình, nên tử tù phải khai nhận tội như vậy thôi. Thế thì chúng ta phải xóa bỏ những cái lời khai nhận tội trong hồ sơ của Hải đi, và phải dùng kỹ thuật điều tra để làm sao mà cho sáng tỏ được vấn đề. Rồi lý chứng thứ hai là những cái vật chứng như con dao, cái thớt, theo như lời khai của Hải trong hồ sơ thì là con dao, cái thớt. Vật chứng này về sau lại mua ở chợ về, chứ không phải là vật chứng từ ban đầu. Như vậy vật chứng từ ban đầu có thể là đã bị tiêu hủy, bởi vì vật chứng từ ban đầu có nhiều dấu vân tay trên đó. Rồi những cái tang chứng như là những dấu vân tay ở hiện trường rất là nhiều, rồi mẫu máu ở hiện trường. Thế thì giám định thì những cái dấu vân tay đó không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Vậy thì dấu vân tay đó là của ai? Có phải là của Nguyễn Văn Nghị hay là của Nguyễn My Son? Thì sao, tại sao lại không đi so sánh để công khai trước công chúng luôn? Rồi nhân chứng là ông Đinh Vũ Thường, thì cơ quan điều tra lại cho là ông Đinh Vũ Thường khai Hồ Duy Hải ra, nhìn thấy Hồ Duy Hải trong bưu điện của Voi. Thế nhưng mà bây giờ ông Đinh Vũ Thường ông nói là không, ông chỉ nhìn thấy chiếc xe Rim và một người thanh niên, chứ ông ta đâu có nhận rõ ràng, ông đâu biết Hồ Duy Hải là ai. Thế cho nên ông nhìn như thế nào ông nói như vậy, mà các đồng chí lại vu oan giá họa cho Hồ Duy Hải. Và trong 2 phiên tòa đều không triệu tập ông Đinh Vũ Thường đến. Phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm lại không có triệu tập ông Đinh Vũ Thường đến phiên tòa. Thế cho nên là trong 3 luận chứng kết tội Hồ Duy Hải này, luật sư Trần Hồng Phong đã bẻ gãy 3 luận chứng đó và rất là thuyết phục. Cái điều rất là có lợi cho Hồ Duy Hải là ở cái dấu vân tay và những cái giám định về máu. Những cái dấu vân tay và những cái giám định về máu đó là rất là có lợi cho Hồ Duy Hải. Thế cho nên là các ông phải điều tra lại, dùng khoa học hình sự để điều tra xem dấu vân tay đó là của ai, có phải là của Nguyễn Văn Nghị không, và bây giờ Nguyễn Văn Nghị đang ở đâu, và điều tra xem những cái người yêu của cô Hồng là những ai thanh niên nào hay lui tới đó. Cái sự kiện mà giết người tại nhà, tại bưu điện là cái sự kiện điều tra rất là dễ dàng. Khoa học hình sự điều tra ra rất là dễ dàng, mà các ông, các đồng chí lại không điều tra ra cái vụ này là quá là kém, mà lại đem đi giết một con người vô tội như vậy. Thế thì bây giờ tôi nói đến Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, ông Nicodemo là ông Pharisee, ông ấy nói là luật của chúng ta trước khi giết người ta là phải biết rõ người ta phạm tội như thế nào, rồi phải cho người ta nói. Khi mà các người Pharisee bàn tội là định bắt Chúa Giêsu để giết Chúa Giêsu, thì ông Nicodemo này, ông ấy có vẻ là bênh vực. Ông nói là chớ thì luật của chúng ta trước khi giết người ta phải biết rõ người ta và phải cho người ta nói. Thế cho nên là các đồng chí phải biết rõ Hồ Duy Hải như thế nào, và các đồng chí phải cho Hồ Duy Hải nói. Cho Hồ Duy Hải ra trước Lăng Ba Đình á, nói trong vòng 1 tiếng thuyết trình về hồ sơ nhận tội như thế nào và có giết người không.
cứ cho Gia Lăng Ba Đình á, có khi Hồ Duy Hải có họ với lại ông Hồ Tập Chương, hay là có họ với ông Hồ Quang, hay là có họ với ông Hồ Tuấn Hùng, hay là cháu của Hồ Chí Minh. Thế cho nên đó là các đồng chí cứ cho Hồ Duy Hải, Gia Lăng Ba Đình nói trước Bá Quan Văn Võ, nói to trên toàn thế giới luôn. Chứ cái vụ án này nó nổi tiếng trên khắp thế giới rồi. Tôi thấy đài BBC London cũng nói nhiều, rồi đài RFA cũng nói nhiều, khắp thế giới đều nói nhiều về vụ án này. Hồ Duy Hải là vụ oan sai mà ông Tổng Tịch Trọng ông ấy lại không có chịu ra tay can thiệp vào. Thế thì bây giờ ông cứ làm gì? Ông là chủ tịch nước, ông có trách nhiệm chứ. Cho nên là ông phải có trách nhiệm trong cái chết của Hồ Duy Hải này. Cho nên là các ông phải có trách nhiệm trong cái vụ án này. Rồi, điều nữa là tôi muốn nói là luật sư Võ An Đôn á, thì nói luật sư Võ An Đôn á, thì nói là công lý ở Việt Nam á, là tìm không có, tìm khó như là tìm cái kim dưới đáy biển á. Công lý ở Việt Nam như là tìm cái kim ở dưới đáy biển á. Và luật sư ở Việt Nam á, thì chỉ là như là vật trang trí ở tòa án thôi. Điều này là điều tôi rất là suy nghĩ. Nền công lý của một nước độc tài đảng trị. Thế cho nên là tôi mới đề nghị là ông Trọng, ông nên hoãn tử hình Hồ Duy Hải lại để chờ. Thì mới đem Hồ Duy Hải ra xét xử ở ngoài quảng trường Ba Đình á. Rồi bây giờ đất nước chúng ta đang ở thể chế cộng sản độc tài độc ác, thì phải chờ khi nào đất nước có dân chủ thì có đa đảng, thì khi đó thì mới có công lý. Chứ còn bây giờ đất nước chúng ta đang ở thể chế cộng sản độc tài độc ác, giống như là Bắc Hàn với Trung Quốc ý được. Cho nên là phải hoãn cái cuộc tử hình này lại để chờ khi đất nước đảng tam quyền phân lập, thì hãy đưa Hồ Duy Hải ra xét xử công khai ở Lăng Ba Đình. Thế cho nên là tôi đề nghị, tha thiết đề nghị ông Chủ tịch nước. Và đáng lẽ hôm nay tôi không nói, nhưng mà tôi mới nhận được một cái giấy mời của cơ quan truyền thông ở Đồng Nai. Tôi là thứ hai này đi lên lên gặp các đồng chí. Dự định là không nói khi tôi gặp cha còn hạt từ hôm phục lễ phục sinh giờ. Tôi không Facebook nói gì hay là đăng gì hết á. Thế nhưng mà bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, các đồng chí lại ngày hôm qua lại cứ mới gửi giấy mời tôi. Thế cho nên là tôi lại phải lên tiếng, tôi làm cái video này nữa. Thế cho nên là các đồng chí cứ mời tôi là tôi lại cứ lên video nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tóm lại thì tôi chỉ có muốn nói là ông Tổng Tịch phải không được giết Hồ Duy Hải. Ông Nguyễn Hòa Bình không được giết Hồ Duy Hải. Ông Trương Hòa Bình không được giết Hồ Duy Hải. Và tôi cũng mong ước một điều là các linh mục nên đến dự các phiên tòa mờ ám, để hy vọng của Việt Nam nó đỡ hơn một chút. Nó đỡ hơn một chút. Chứ theo như là nhận xét của luật sư Đôn thì quá là tệ hại cho một cái dân tộc, thật là khốn khổ cho một dân tộc, bất công. Thì tóm lại hai điều đó, thứ nhất là đề nghị ông Tổng Tịch không được giết Hồ Duy Hải. Thứ hai là các linh mục phải nên đi dự các phiên tòa mở ám. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin Chúa phù hộ cho Hồ Duy Hải không bị giết một cách oan sai như vậy. Xin chào anh chị em.